Sân bay Nội Bài lên tiếng vụ dung dịch nước rửa tay sát khuẩn là nước lã. Trước phản ánh của hành khách về dung dịch rửa tay sát khuẩn tại sân bay Nội Bài là nước lã, đại diện sân bay Nội Bài cho biết đây là dung dịch axit nhẹ, về mặt cảm quan tương tự như nước, song là một loại sát khuẩn đặc hiệu an toàn. Chiều ngày 29 tháng 5, đại diện một cảng hàng không quốc tế Nội Bài tại thành phố Hà Nội xác nhận vừa qua thì có vụ việc hành khách đã phản ánh dung dịch rửa tay sát khuẩn tại sân bay Nội Bài là nước lã. Sân bay Nội Bài đã thực hiện quy trình xử lý vụ việc phản ánh của hành khách theo đúng quy định. Theo đại diện sân bay Nội Bài, các dung dịch đựng trong các chai nước rửa tay khô nhãn hiệu Hazoku đặt tại các khu vực nhà ga hành khách T1 là nước khử trùng, dung dịch sát khuẩn tay axit hydrochloro sản xuất từ máy OSG của Nhật Bản là do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ BPS Việt Nam tài trợ miễn phí cho cảng sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là dung dịch nước rửa tay sát khuẩn có tính chất không màu, không mùi, an toàn, thân thiện với môi trường và đã được kiểm định bởi Viện Truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản, Viện Pasteur TP.HCM, Bộ Y tế và Trung tâm Quatest 3, Tổng cục Đo lường Việt Nam. Dung dịch axit hypochloro rất hiệu quả trong việc vô hiệu hóa virus, có hiệu quả kháng khuẩn vượt trội và đảm bảo đủ tiêu chuẩn sát khuẩn phòng chống dịch COVID-19. Đây là dung dịch axit nhẹ, về mặt cảm quan tương tự như nước, song là một loại sát khuẩn đặc hiệu an toàn. Bình thường mọi người sử dụng dạng gel và có màu, có mùi, nhưng loại dung dịch này thì không màu, không mùi. Sát khuẩn xong thì nó sẽ chuyển hóa thành nước bình thường. Do đó, có thể hành khách đã hiểu nhầm. Vị đại diện này cho biết, lý giải về việc dung dịch nằm trong chai nước rửa tay khô nhãn hiệu Hazoku, đại diện sân bay Nội Bài cho biết, vì loại dung dịch diệt khuẩn axit hypochloro mà cảng nhận được tài trợ có quy cách đóng trong các can 20 lít nên để thuận tiện cho việc hành khách sử dụng tại nhiều vị trí của nhà ga, cảng đã tạm thời sử dụng các chai nhựa vỏ nhãn hiệu Hazoku, vốn là hệ thống các chai nước rửa tay khô Hazoku đã được cảng sử dụng hết trước đó với mục đích tái sử dụng. Tuy nhiên, việc tái sử dụng các chai nhựa với mục đích hạn chế phát thải, rác thải nhựa ra môi trường của cảng đã dẫn đến sự hiểu nhầm của vị khách nói trên về chất lượng dung dịch sát khuẩn. Về việc này, ngay sau khi nhận được ý kiến góp ý của hành khách, sân bay Nội Bài đã tiếp thu, kiểm tra và khẳng định hai loại dung dịch sát khuẩn hiện đang được sử dụng tại nhà ga hành khách Nội Bài đều không phải là nước lã, đảm bảo công tác khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, mạng xã hội đã xôn xao về video clip của một hành khách tên là TTT phản ánh vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 27 tháng 5, trong lúc đến sân bay làm thủ tục đi chuyến bay QH1213 của Bamboo Airways khi sử dụng nước sát khuẩn đặt tại các khu vực ở đây. Anh T phát hiện đó không phải là gel như là thông tin trên sản phẩm mà nó hoàn toàn là bằng nước lã. Ngay lập tức thì anh T đã báo sự việc cho an ninh sân bay, đội y tế khẩn nguy tại sân bay. Tất cả đã có mặt và làm biên bản xác nhận sự việc. Biên bản lập lúc 6 giờ ngày 27 tháng 5 của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã ghi nhận phản ánh của hành khách TTT về dung dịch sát khuẩn rửa tay tại tầng 2, nhà ga hành khách T1 không đạt chất lượng. Cụ thể là vào hồi 5 giờ 15 phút ngày 27 tháng 5, hành khách TTT trong lúc đến sân bay làm thủ tục đi chuyến bay QH1213 của Bamboo Airways đã phản ánh về việc toàn bộ lô nước rửa tay khô được đặt tại tầng 2 nhà ga T1 là nước lọc, không đảm bảo công tác phòng chống dịch tại sân bay. Theo ảnh chụp, đây là loại nước rửa tay khô Hazoku. Ngày sản xuất là 17 tháng 2 năm 2020, sản xuất tại Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, địa chỉ tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội. Theo biên bản, đề nghị an ninh sân bay thu hồi các chai nước rửa tay và làm rõ sự việc, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và các đơn vị liên quan. Đại diện cảng, phòng an toàn kiểm soát chất lượng, đội y tế khẩn nguy, trung tâm an ninh hàng không đã có mặt và ghi nhận ý kiến của hành khách. Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, sau khi nhận được phản ánh, cảng đã tiếp thu, kiểm tra, rà soát và đang tìm cách liên hệ với vị khách này để trả lời chính thức. Sân bay Nội Bài luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo sức khỏe an toàn của hành khách lên hàng đầu. Từ đầu mùa dịch đến nay thì ngay cả khi nước sát khuẩn còn khan hiếm, sân bay Nội Bài vẫn nỗ lực đảm bảo phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn là số 1, vị đại diện này khẳng định. Ngoài ra, cảng Nội Bài đang triển khai lắp đặt các điểm sát khuẩn tay cảm ứng tự động nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc của hành khách. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để huy động các nguồn lực để mua và sản xuất vaccine, đảm bảo cho an ninh vaccine của Việt Nam. Sau đó đã có rất nhiều các tập đoàn cá nhân, người dân đã ủng hộ tham gia vào chương trình này. Theo các chuyên gia, trước tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, thì việc triển khai xã hội hóa vaccine là điều cần thiết.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc xã hội hóa vaccine là chủ trương rất đúng đắn, thể hiện sự đồng sức đồng lòng của các doanh nghiệp, cá nhân, người dân, chung tay cùng với nhà nước có được nguồn vaccine ổn định nhất, nhiều nhất, đóng góp vào công tác phòng chống dịch. Ông Phu cũng lưu ý xã hội hóa không có nghĩa là doanh nghiệp tự đi mua vaccine về tiêm cho công nhân, người lao động của họ, mà đó là doanh nghiệp, người dân hỗ trợ thông qua quỹ vaccine. Bên cạnh đó, để vaccine COVID-19 được triển khai công bằng và hiệu quả, doanh nghiệp nhập khẩu vaccine phải tuân theo kế hoạch điều hành của Bộ Y tế đã trình Chính phủ. Thưa quý vị, những ngày qua, hình ảnh lực lượng y tế tại hai điểm dịch nóng nhất của cả nước, đó là Bắc Giang và Bắc Ninh, dốc sức căng mình chống dịch đã để lại cho mỗi người dân chúng ta rất nhiều những cảm xúc. Cùng chung với tinh thần cả nước đồng lòng chống dịch, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, hàng ngàn thanh niên tình nguyện trên khắp cả nước đã xung phong lên đường cùng với lực lượng tuyến đầu khoanh vùng dập dịch. Không màng khó khăn, nguy hiểm của dịch bệnh, các cán bộ, sinh viên đến từ các trường vẫn sẵn sàng xông pha, phát huy tinh thần thanh niên bảo vệ Tổ quốc. Âm thầm ghi lại từng khoảnh khắc của con gái trong ngày xuất quân lên chi viện cho tâm dịch Bắc Giang. Gác lại những lo lắng của người cha, ông Vân vẫn ủng hộ con gái xung phong lên tâm dịch, cùng đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thiện nguyện nhiều rồi, thế nên là này khi mà cháu đặt vấn đề thì tôi cũng đồng ý thôi. Bởi vì là cũng tin tưởng là với cháu và tin tưởng với nhà trường đã tổ chức như thế này thì chắc là cái công tác tổ chức cũng rất là chu đáo. Và gia đình thì cũng yên tâm. Tất nhiên thì cũng lo lắng một chút là bởi vì cái tâm dịch ở Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hành lý trên tay, cùng tinh thần hào hứng, đầy quyết tâm, 34 sinh viên cùng 2 giảng viên của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam đã sẵn sàng lên đường tiếp sức cho tâm dịch Bắc Giang. Là đợt chi viện đầu tiên, đội ngũ tham gia đều là những thành viên ưu tú, được tuyển chọn sát sao từ 800 đơn đăng ký. Trải qua 2 đợt thi tuyển và tập huấn với nhiều tình huống thực tế, đoàn tình nguyện đã tự tin có đủ kỹ năng, sẵn sàng xông pha cùng lực lượng tuyến đầu dập dịch. Đợt này thì bọn em đã được thầy cô cũng như là các anh chị đã truyền lại kinh nghiệm và tập huấn cho rất nhiều kiến thức. Vậy nên là lần này em rất là mong muốn là mình có thể tự tin, có thể nhận mọi nhiệm vụ được giao và sẵn sàng chiến đấu trong mọi trường hợp. Em rất là cảm thấy rất là tự hào khi là một sinh viên trường y. Và thứ hai hơn nữa là bọn em là một sinh viên tình nguyện, sinh viên Bắc Giang trong đợt dịch lần này thì đây là một nhiệm vụ rất là cao cả với bọn em và cũng như là một thử thách dành cho bọn em rất là lớn vì để cho bọn em có thể có nhiều kinh nghiệm hơn để sau này ra hành nghề thì bọn em có thể trải nghiệm tốt hơn ạ. Dù còn rất trẻ nhưng mỗi người đều ý thức rất rõ trách nhiệm của thanh niên khi Tổ quốc cần. Với các em, đây còn là cơ hội để được rèn luyện, làm giàu kinh nghiệm trong những năm đầu đặt chân vào nghề. Theo sau tiếp lửa, luôn là những động viên, hỗ trợ hết mình từ nhà trường, đảm bảo đội tình nguyện có được điều kiện tốt nhất khi làm nhiệm vụ. Đoàn thanh niên với cái tinh thần là ở đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, đúng theo lời Bác Hồ dặn. Và thứ hai, chúng tôi là tuổi trẻ ngành y thì càng phải càng xông pha lên tuyến đầu với cái tinh thần xung kích. Thì với cái tâm thế là xông pha nhưng cũng đảm bảo an toàn. Là một trong những trường trong khối ngành y khoa có nhiều hoạt động tình nguyện trên cả nước trong nhiều năm qua, tham gia đợt chi viện tỉnh Bắc Giang lần này, lãnh đạo cùng với cán bộ Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam đã có những công tác chuẩn bị và huấn luyện kỹ lưỡng cho đội ngũ tham gia hỗ trợ vùng dịch. Cùng với đó là những hỗ trợ động viên hết mình để tiếp sức cho các sinh viên tình nguyện yên tâm công tác nơi tâm dịch. Để hiểu rõ hơn về quá trình chuẩn bị cả về nhân lực và vật lực trước khi bước vào cuộc chiến chống đại dịch của thầy và trò học viện trong thời gian vừa qua, phóng viên VTC16 đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đình Chiến, trưởng phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện cùng VTC16 ngày hôm nay. Đầu tiên xin được hỏi ông đó là dưới sự chỉ đạo của các lãnh đạo cấp trên thì Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam đã có những công tác chuẩn bị như thế nào để học viên cũng như là các y bác sĩ có được sự chuẩn bị tốt nhất khi lên chi viện cho Bắc Giang ạ? Đối với công tác chuẩn bị thì ngay sau sự có sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc và Ban phòng chống dịch thì Phòng công tác chính trị quản lý sinh viên theo chức năng nhiệm vụ đã thực hiện hết sức khẩn trương nhưng đầy đủ những cái nội dung từ cái việc huy động sinh viên, kêu gọi sinh viên đến đề nghị cho sinh viên phải viết cái cam kết tình nguyện tham gia cũng như là phối hợp với gia đình sinh viên để thực hiện làm sao mà đảm bảo các em khi đi với cái tâm thế hết sức là thoải mái. 34 học sinh, sinh viên cũng như là các y bác sĩ trong đợt chống dịch lần này thì cần phải có đủ những yêu cầu cũng như kỹ năng như thế nào và đã được trải qua những đợt tập huấn ra sao ạ?
đối với học viện đây là lần đầu tiên để chi viện cho tỉnh Bắc Giang. Thì chúng tôi xác định đây là một cái địa bàn hết sức là nóng, vì vậy cái công tác đào tạo, huấn luyện, tập huấn cho cái đội ngũ này thì được tình nguyện tham gia là những cái sinh viên mà đã học năm thứ tư của ngành y khoa và y học cổ truyền, trong đó thì có phần lớn là sinh viên y khoa. Thì ngoài cái việc các em đã được trang bị những cái kiến thức về chuyên môn sau 4 năm học tập, thì học viện là tổ chức một lần tập huấn kỹ và thực tế những cái nội dung, những cái biện pháp phòng chống Covid, cũng như là cái tập trung vào những cái nội dung chủ yếu: một là khoanh vùng dập dịch, hai là điều tra truy vết, thứ ba là lấy mẫu xét nghiệm. Và đặc biệt trong những cái nội dung huấn luyện thì đều nhấn mạnh và lưu ý cái công tác đảm bảo an toàn cho chính bản thân, cũng như là thực hiện trong cái thực hiện nhiệm vụ để làm sao đạt cái hiệu quả tốt nhất. Nhà trường cũng đã động viên gia đình, vì đây xác định là cái nhiệm vụ không chỉ của sinh viên y khoa mà của cả đồng bào cả nước, để chúng ta hướng về cùng nhau chúng ta dập dịch. Vâng ạ, rất cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.